làm nghề biên kịch hay là viết truyện, sáng tác để có thể phục vụ yêu cầu của bạn đọc, đồng thời truyền tải đến người đọc những cái thông điệp bài học cuộc sống cần thiết. Giang Vân Như là học sinh lớp 10A16 của trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Như vừa đạt giải vàng môn văn học ở cuộc thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ 23 do trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tổ chức. Đây là sân chơi dành cho học sinh lớp 10 và 11 khu vực phía Nam diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Đáng lưu ý ở cuộc thi này, nếu các học sinh bình thường khác phải viết tay để hoàn thành bài thi, thì Như phải gõ phím nổi trên máy tính dành cho người khiếm thị. Thầy Tống Phước Lộc, hiệu phó trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh cho biết, Vân Như thi ở phòng riêng, bài thi sau đó được in ra và nộp cho ban giám khảo. Để đánh chữ nổi trên máy tính, Như đã phải làm quen với việc này từ khi học tiểu học ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Mà theo lời Như, em đã luyện tập rất nhiều để có thể đánh chữ đạt khoảng 40 từ trong một phút. Niềm mà yêu thích học môn văn của em là bắt đầu từ cái niềm say mê từ những câu chuyện cổ tích thở nhỏ mẹ hay kể cho em nghe. Những cái lúc mà em chán ngán với những cái bản cổ chương, chằng chịt những cái con số. Và từ đó em yêu thích những cái câu chuyện đó từ lúc nào không biết. Và dần dần cái tình yêu văn học nó lớn lên, nó lớn dần lên trong cái con người của em. Như là con gái lớn trong một gia đình hai chị em, cha mẹ làm nghề buôn bán. Dù bị khiếm thị nhưng suốt nhiều năm qua, Như luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, ở năm học lớp 9, Như còn đoạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi văn cấp quận, cấp thành phố, giải thưởng Lê Quý Đôn. Học giỏi đều các môn, nhưng môn học mà Vân Như yêu thích nhất vẫn là môn văn học. Mỗi dịp cuối tuần hoặc vào hè, Như thường cùng với bà ngoại đi lễ chùa, nghe thuyết pháp hoặc đi về thăm các vùng quê thanh bình, chứ không đến những nơi ồn ào náo nhiệt. Thích đi chùa với lại đi mấy cái đồng quê á, chơi nó ngồi nó coi cảnh mấy người đi ghe sao rồi sống dễ dưới quê sao á, nó thích đi. Cái thứ nhất là do phong cảnh rất là yên tĩnh, rất là hoang sơ, có một chút gì đó rất là dân dã gần gũi và bầu không khí cũng rất là trong lành. Con người ở đó cũng rất là thuần hậu, rất là chất phác, hiếu khách. Mặc dù cái cuộc sống của họ phải nói là rất là cơ cực. Với lại em muốn đi nhiều nơi xa xôi, gọi là trong nước, để mà có thể trau dồi thêm cái vốn sống của mình, để sau này bước ra đời với một cái những cái bước chân vững vàng hơn. Vân Như dù khiếm thị nhưng em là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Thầy Tống Phước Lộc cho rằng Như rất chăm học. Đặc biệt, chuyện học sinh khiếm thị như Vân Như tham gia sân chơi cùng học sinh bình thường mà đạt giải thì đúng là đáng khâm phục. Nói về ước mơ về tương lai, cô học trò sinh năm 2001 Giang Vân Như mong rằng sau này mình có được việc làm, có điều kiện kinh tế để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn khác, nhất là những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Bởi theo lời Như, người khiếm thị thường gặp nhiều nỗi buồn và cô độc. Bản thân Như cũng thường như vậy, không ít lần bị người khác trêu chọc